ơi em hỏi chị tí. Ừ, đối với cái mà em không biết sửa nào. Thứ nhất, ví dụ cái chị bảo là cái tài khoản 133 là cái thuế giá trị gia tăng được khấu trừ đúng không ạ? Thì cái cuối 2015 mà của tờ báo cáo thuế thì là 253 triệu, khoảng 253 triệu. Nhưng mà cái báo cáo tài chính của cuối 2015 tài khoản 133 lại 254 triệu. Nó lệch khoảng 1 triệu ấy. Còn năm bao nhiêu? Cuối 2015 hết ạ, xong rồi sang đầu 2016 thì nó cũng bị lệch theo cái báo cáo thuế với cả cái báo cáo tài chính ạ, nó khác nhau. Bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân. Và hôm nọ chị có gửi quý 4 này, 2015 là 253 đúng không? Đúng rồi, nhưng mà trên báo cáo tài chính thì nó lại 254. Báo cáo tài chính là 254. Vâng. Như vậy bây giờ phải điều chỉnh để về giống báo cáo tài chính. Có nghĩa là số dư đầu kỳ thì vẫn giống. Nhưng mà chị sẽ làm một cái điều chỉnh như thế này. Em lấy đánh giá 254 trừ 253 đi. Thì để em lấy khoản một cái mức toán nợ cho tài khoản 642. Có tài khoản 133 ấy. Dùng những khác để cho nó khớp với cái giữa bảng cân đối tài khoản ấy. Và tại vì mình phải tôn trọng cái số dư ấy, số dư không thể nào sửa được. Đấy, em trừ như thế vào. Đấy, để em từ trừ thử xem hết bao nhiêu rồi. Đúng rồi. Để cho chị em mình chốt cái 515 đi hay nhá. Vâng, nên em thấy nó cứ sai thỉnh thoảng tí tí thế là em chưa biết sửa nào. Còn giờ em cũng giờ gần xong hết rồi, nó nhất không chỉ. Rồi. 253. Ủa, chị em mình cùng 892067 782.741 đồng. Rồi, bây giờ mình vào Visa 2016. Đúng rồi. Thế bây giờ sửa thế nào? Nghiệp vụ khác em ạ. Nghiệp vụ khác nhá. Nhớ cho chị một cái khác điều chỉnh gì đó. Ngoài mua hàng rồi, phần tổng hợp đúng không? Đúng rồi, vào chỗ quyển sách đấy nhá. Vâng, xong chứng từ nghiệp vụ khác. Rồi, bây giờ sửa đổi thế nào? Bây giờ em sẽ ghi là hành toán thuế VAT nợ ngày 2 tháng 1 đi. 2001-2016. Đúng rồi. Rồi. Nợ cho tài khoản 642. Và có là 6421 đúng không? 6421 là chi phí. Có tài khoản 133 em ạ. Rồi, nợ 133 đúng không? 1331 hay là 1330? Nó có 1331, 1332 em ạ. 1331 là của giá trị gia tăng nha. Hoa của hàng hóa rồi. 1332 là của tài sản cố định. Vâng, rồi em nhớ thế. Em cũng biết cho vào đâu rồi. Vâng. Rồi bây giờ số tiền là 782741. Thế là xong đúng không? Có thêm đối tượng rồi. Đối tượng, bỏ qua em ạ. Đối tượng không cần. Không có liên quan đến nợ 133 với 331 đi. Thì mình sẽ không chọn đối tượng. Vâng. Thế xong rồi cấp nhỉ? Đúng. Còn sửa đi. Vâng. Tiền thuế hạch toán và chi tiết chưa khác nhau và có bồi cất chứng từ vẫn cất. Đúng rồi, mình vẫn cất bình thường em. Vâng. Thế là xong. Ừ, đúng rồi. Thế là em kiểm tra lại số dư đầu kỳ. Bây giờ mình sẽ kiểm tra mối quan hệ giữa báo cáo tài chính nhé, năm 16 ấy với quý 4 của năm 16 nha. Em khớp chưa? Vâng. 133 254 điều chỉnh lại còn 87 898 940. Để em xem quý 4 87 898 940. Cái tờ khai thuế thì đúng rồi, em xem lại cái báo cáo, xem báo cáo có sai nốt thì có khi phải làm lại cả báo cáo 2016. 33 thì lại không đúng, chắc là lại thành 91. Đưa xem nhá, bây giờ xem là ở đây là 133 của em. Vâng, 133 của 2016. Năm 20. Mà cái kia bằng bao nhiêu? Cái kia là đúng là chỉ có 87 thôi ạ. Đúng là phải 87 ạ. Vâng. Tức là chị nộp báo cáo thuế thì đúng là 87, nhưng mà riêng cái bảng cân đối này thì cứ cuối năm nó lại bảng cân đối nó lại không đúng với cả cái báo cáo thuế. Bây giờ báo cáo thuế, quan trọng báo cáo thuế đúng là được. Bây giờ chị vâng, báo cáo thuế đúng ạ. Vâng. Khoan đóng lại đi. Bây giờ ý của chị là báo cáo thuế trên Visa. Trên Visa thì đúng ạ. Trên Visa thì đúng không? 133 này là đúng. Nhưng mà trên tờ khai thì lại sai à? Vâng, trên tờ khai mà nộp rồi lại khai sai. Em thấy sai. Vậy bây giờ thế này nhá. Chị đã gửi cho em một cái file Excel đối chiếu thuế đúng không? Rồi. Vào hộ cho chị đi. Cứ đánh vào thấy bây giờ em phải làm theo cái đúng này. So với trên Visa đưa chị xem cái năm 16 nào. Cái file Excel ấy. Năm 16, 17, 18, 19, 20 luôn. Để sau này có thanh tra quyết toán ấy. Đợt này chị sẽ hướng dẫn em điều chỉnh một loạt cái VAT bị sai ấy. Đó. Vâng. Của các năm đây. Luôn. Năm 16. Cái VAT này ạ. Vâng. Đây đúng không? Tổng thì đây, nó đúng. Đang được khấu trừ 87 đúng không? Vâng, đúng ạ. 87 là đúng. Trên HTKK. Dạ. Trên HTKK. Thì cái báo cáo thuế mà gửi trên trang thuế rồi ạ. Rồi, gửi trên trang thuế đây đúng không? Là đây đúng ạ, đấy. Thế thì đúng còn gì nữa? Nhưng mà đến cái báo cáo tài chính thì lại không đúng ạ. Cái báo cáo tài chính của 2016 thì số 133 thì nó lại khác ạ. Bây giờ báo cáo tài chính là mình đang làm lại mà em.
Sao? Mình đang làm lại toàn bộ báo cáo tài chính đúng không ạ? Nên là em sẽ nộp lại báo cáo tài chính đúng không ạ? Tất nhiên, có nghĩa là chị đâu có quan tâm đến báo cáo tài chính của bạn ấy nữa đâu. À, vâng, bạn ok, ấy đang ok. Làm tính nó sẽ đè lên luôn ấy. Vâng, ok. Đấy, thế em sợ sai thì em chưa biết. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là mình sẽ lập điều chỉnh. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà mình sẽ điều chỉnh nếu thay đổi lương. Vâng. Còn cái riêng báo cáo tài chính là mình phải đè lên. Vâng, họ sẽ ok. Nhìn nhận, họ sẽ nhìn nhận là 5 cái lần cuối cùng mình nộp ấy. Cùng với toàn bộ những cái thông tin mình nộp lại ấy. Cho nên chính vì thế thì mình mới đang sửa báo cáo tài chính chứ. Không thì đúng rồi, thì mình sửa làm gì. Mà có thế mà sai thì cũng có được nộp lại, được nộp lại. Được điều chỉnh lại. Nhưng may một cái là báo cáo thuế của họ đúng. Nhưng mà báo cáo tài chính của bạn ấy sai. Mà bây giờ mình nghĩ làm lại theo cái đúng của báo cáo thuế. Em hiểu chưa? Như thế là mình không may được cái là mình đỡ phải điều chỉnh cái tờ khai thuế. Bây giờ mình sai. Mà tờ khai thuế cũng đã năm 2018 có cái sai rồi, thì điều chỉnh sau. Sai thì chị sẽ điều chỉnh đến đấy. Còn bây giờ năm 2018 là ghi nhận là mình sẽ ghi nhận là mình không bị sai. Em hiểu chưa? Vâng, em hiểu. Thì chị thấy em cũng điều chỉnh so sánh đây. Vâng. Nhưng mà đây nhá, chênh mất từng này tổng này. Chênh nhưng mà lại cho vào quý khác. Cho nên là cuối cùng tổng thì vẫn đúng. Cho quý khác, cho quý khác tí nữa em phải trên visa này này. Phải em đỉnh phải đỉnh lại y chang như thuế này này. Em hiểu không? Rồi, cái này lại đẩy sang cái khác thôi nhưng mà về bản chất là nó đúng rồi. Cái đấy có thể dành thời gian để chỉnh sau, nghe nhá. Vâng, vâng. Hoặc là bảng kê của em có rồi ấy. Vâng, thì bảng kê em có ghi là cái nào thôi, là quý. Ờ, bảng kê em có rồi, thôi khỏi. Em sẽ lấy theo cái bảng kê cũ. Hiểu không? Vâng, ok. Vâng. Chỉ cần tổng quế đúng thì cứ trên visa nó khác nhau. Thực ra là do là tổng nó đúng rồi, cuối cùng nó cũng đúng rồi. Mà thực ra mình lập tờ khai thuế trên visa là chẳng qua để mình khấu trừ cho đúng. Em hiểu chưa? Cho nên là cái này riêng 2016 thì em không phải lập lại, mà em có thể lấy cái XML ở trên mạng này, rồi em lấy bảng kê cũ ra này để em lấy tận dụng được này. Còn báo cáo tài chính thì mình lại lấy trên báo cáo tài chính mới của mình ấy để nó khớp với cái bạn ấy đã kê khai. Như vậy là 2016 là coi ổn đúng không? Vâng, 2016 ok. Chưa biết xuất báo cáo tài chính như nào. Vâng, cái đấy, cái phần xuất thì tí nữa chị dạy cho chị phải làm cân đối hết cả đã. Vâng, chị sẽ nó lỗi. Rồi bắt đầu chị sẽ dạy cho em để em nộp lại một loạt luôn. Nếu có điều chỉnh cả VAT nữa thì sẽ là đưa ra HTKK điều chỉnh luôn. Vâng. Thế còn cái 341 này của em đúng đấy. 341 này vay nợ ấy à? Ừ. Giấy tờ ngân hàng chắc là đúng, lúc năm này có vay một ít. Xét lại khoản vay. 700 thì đúng không ạ? Vâng, để em xem lại khoản vay xem, em xem lại cái này lúc đấy em check chưa. Ok, được rồi, đóng lại. Sau khi làm xong lốt cái 341 đã xong hết đúng không ạ? Kiểm tra lốt cái 341 đã xong hết rồi. Đúng rồi, cho chị xem lại tí nữa. Kết chuyển lại chị lại lỗ cái. Bởi vì, ô, tại sao lại có 611 em? Tại sao lại cho vào tài khoản 611 ở đây nhỉ? Cái này từ đầu có, em chưa biết là sở từ gì. Ờ, không được. Cái năm 2016 này ấy, của bên em ấy, nó chưa hề có cho thuê, nó chỉ có thương mại thôi. Đúng rồi, xây thuê. Như vậy là chị thấy là có những cái hóa đơn thép, xi măng, cát. Vâng. Lúc đấy mới bắt đầu mua để xây các thứ rồi. Thế nhưng mà cái xưởng này hình thành vào năm bao nhiêu? Hoàn thành nhé. Hình thành năm 2017, giữa 2017. Vậy thì bạn này cho vào 611 là sai. Em sẽ sửa lại cho chị là 2412. 2412. Xây dựng cơ bản đấy. Vâng. Nhưng mà tuy nhiên là chị là cái xây xưởng này bây giờ em có dự toán hay là bản vẽ của việc xây xưởng không? Giá trị xây xưởng bao nhiêu em biết không? Giá trị tổng như tầm 1.5 tỷ. Có dự toán không? Bản vẽ không? Để em hỏi mẹ em, từ đấy mẹ em giữ để em hỏi chắc còn dự toán với bản vẽ mẹ em giữ hết lại. Vâng. Em hỏi mẹ em ấy, bởi vì nếu mà giả sử như là chị nói hai tình huống xảy ra. Nếu tình huống thứ nhất là khi mà xây một cái xưởng để hình thành tài sản cố định ấy, thì em phải có nguồn gốc của vấn đề giấy phép xây dựng xưởng ấy, có hay không? Cái đấy có cả, giấy phép xây dựng có. Nếu có hết tất cả thì em sẽ được phép đưa vào 2412 xây dựng cơ bản cả đã. Tất cả theo đến đấy, khi nào nó hình thành lên cái chi phí đó tương ứng với cái dự toán của mình ấy, thì mình sẽ đưa vào 211 để khấu hao. Đó là trường hợp xây dựng lớn nhá. Còn hai khái niệm trường hợp thứ hai nếu mà xây dựng nhỏ, ví dụ mình có thể sửa xong mấy chục triệu ấy, mà mình mua sắt thép xi măng về ấy, thì mình sẽ không cần phải dự toán, mà mình chỉ cần làm một cái quyết định sửa chữa vì văn phòng nó đang như thế này các kiểu ấy, cho nên mình phải sửa chữa, mình thậm chí là mình có thể chụp hình ảnh khi mà mình chưa sửa chữa. Rồi thuế bao giờ phải mang tính chất thật đấy em nhá. Sau khi mình sửa chữa xong mình lại chụp lại một cái hình ảnh ấy sau khi sửa chữa và một cái biên bản hoàn thành nghiệm thu ấy. Nếu như mình đi thuê ở ngoài thì mình cũng phải có hồ sơ biên bản hoàn thành nghiệm thu, đồ hóa đơn đầu vào họ xuất cho mình ý. Thì mình nếu như mình nhỏ thì mình cũng đầu tiên mình cũng đưa vào 241, sau đó kết chuyển sang 242. Còn nếu giá trị sửa chữa nhưng lớn, ví dụ sửa chữa cái nhà mà mình đi thuê ấy, mà mình sửa chữa lớn hàng tỷ đồng, mình vẫn phải kết chuyển từ 241 sang 242 để phân bổ chi phí dần. Còn nếu như mình xây dựng hẳn một cái nhà xưởng
có bản vẽ, có dự toán và có giấy phép thì em phải đưa 211 để em hình thành lên tài sản cố định. Đấy chưa? Hiểu không? Cho nên nhiều bạn hiểu nhầm, nói, chị ơi cái giá trị hơn tỷ sao chị lại bảo em cho vào 2442? Nhưng mà vấn đề ở chỗ không phải giá trị lớn hay giá trị bé, mà là cái bản chất của vấn đề ấy, nó nằm ở đâu, đúng không? Nó nằm ở cái nhà mà mình đi thuê, thì dù tài sản sửa chữa còn lớn đến mấy thì mình vẫn phải đưa vào 2 nhá. Nhưng đầu tiên phải đưa qua 2441 cái đã, em hiểu chưa? Như vậy, cái này em phải sửa cho chị hết nhá. Ghi cho chị đều xong rồi là tí nữa làm này. Sửa luôn đi. Không, cái này là xây dựng, không phải là xây dựng một công trình lớn, thì em sẽ đưa vào 2412. Vâng. Bây giờ bỏ ghi sửa này. Bây giờ bỏ ghi xong rồi sửa này. Sửa này. Đây không phải là 611 đâu. 2412 à? 2412. 2412. Sang năm thì. Nhưng đấy là sửa chữ hay là xây dựng? Đây là xây dựng cái gì? Xây dựng 2412. Cái này là xây. Sửa chữ là 2413 nhá. Vâng. Cái này là xây sửa mới. Đúng rồi. Vâng. Rồi ok, sửa tiếp. Xong rồi sang năm thì mới kết chuyển không? Chưa, chú sửa hết cho chị đi một tí là xong thôi. Ngồi sửa nốt. Vâng. Xong rồi cất, sửa tất cả những cái 611 về. Vâng. Dòng thứ 2, 3, 4, 5 nhá. Vâng, ok. 2, 4, 5. Rồi, ok, xong rồi. Mở bản bắt đầu tài khoản ra. Vâng. Để chị xem lại, anh xem là nó hết chưa. Ok. Kết chuyển này lại lỗi chị đi. Bây giờ kết chuyển lại lỗi rồi. Đúng rồi. Xong rồi. Thì em cứ cái kết cái chuyện này làm thế nào chị? Bỏ ghi đi, em bỏ ghi em xóa đi. Chẳng thấy bỏ ghi ở đâu. Cứ phải xóa đi cái đã, xóa cái cũ đi. Khoản à, hay ở đấy em thấy có mút kết thì. Xóa cái cũ đi, không không đưa chị làm cho. Đóng lại này. Chị làm thử. Ok, đóng lại này. Vâng. À, danh sách. Bỏ ghi xóa cái đã, hiểu chưa? Vâng. Bỏ ghi. Anh sẽ thêm nào. Bỏ ghi. Xong rồi xóa đi đúng không? Ừ. Xong rồi lại thêm. Xong rồi chuyển lại lỗi đến ngày 31 tháng 3 hay 2021 à? Hay là chuyển sang ngày 31 tháng 12 rồi? Rồi, bây giờ phải 31 tháng 12 chứ. Vâng. Chỉ từ khi mình cân đối 5 mét thì mình xem tình hình thôi. Sau đó mình vẫn phải xóa đi. Vâng. Nha, em vẫn phải xóa đi để em làm lại cái quy trình đó cho đến ngày 31/12. Có nghĩa là trong quá trình em làm việc, em không phải đợi đến tháng 12 em mới ngồi làm cái đấy cho chị, mà mình vẫn phải cân đối xem là tình hình doanh nghiệp của mình hiện nay là mình đang lãi như thế nào. Vâng. Em hiểu chưa? Để mình giảm trừng cái chi phí thì mình cứ tạm thời mình kết chuyện thôi, sau đó cuối năm thì mình lại phải bỏ đi toàn bộ những cái chuyện cũ ấy để mình kết thúc một lần thôi. Như vậy nhìn vào đây thì em đang lỗ 187 triệu. Vâng, ok. Nhìn vào đây làm sao biết là lỗi? Đây đây, thì bởi vì thứ nhất này, 511 xong 911 đúng không? Vâng. Em những cái bút toán kết chuyển này bản chất là nguyên lý kế toán. Khi phát sinh doanh thu thì nó sẽ nằm bên có 511. Tất nhiên mà theo nguyên lý kế toán từ đầu năm cho đến đầu chín là không có số dư. Chính vì thế khi bút toán kết chuyển sẽ là nợ 511 có 911 thông qua tài khoản trung gian ấy là 911. Thì ban đầu nó có 511 thì bây giờ nợ 511 đấy, tất nhiên 511 không còn số dư. Nợ 515 có 911 đấy thì lúc này 515 cũng không có số dư. Nợ đầu giá vốn đối với thương mại, mình làm xong trong phần mềm mình tính lại giá kho một cái thì giá vốn nó sẽ hiện ra, đúng em? Khi giá vốn được từng này tiền rồi thì mình 632 nó nằm bên nợ, thì tất nhiên nợ 911 có 632. 635 nó ban đầu nó đang nằm bên nợ thì bây giờ sẽ là nợ 911 có 635 thì 635 cũng sẽ hết. Em hiểu cái nguyên lý người tán thì từ đó nó cũng vận nguyên lý như thế nào thì phần mềm họ cũng viết ra giống như trên cơ thể nguyên lý thôi. Đến cuối cùng ấy, nếu như mà nợ 421 có 911 này này thì nó là lỗ. Mình là lỗ, còn nợ 911 có 421 thì nó là lãi. Thì là lãi. Lãi ở đây có nghĩa là doanh thu nó lớn hơn chi phí, cho nên nó mới phải bù đắp một toán nợ 911 có 421. Dẫn đến để cho 911 nó đang thiếu bên nợ thì nó phải bù đắp bằng bên nợ. Đúng rồi, còn nợ 421 có 911 tức là bên có 911 nó đang thiếu. Em hiểu chưa? Nó là lỗ. Thế thì dẫn đến là, tuy nhiên đây là mới chỉ đơn giản là công ty thương mại thôi. Và sau này khi nó phát triển sang cái năm có cho thuê ấy, thì chị lại phát sinh thêm là 5111 và 5113. Còn 516 này thì nó chỉ là 5111 thì nó gắn với 632. Chắc là doanh thu phải đi về giá vốn. Chứ nhiều bạn lại hiểu nhầm là doanh thu dịch vụ thì phải đi về 642 là sai. Cái này chị đã đi lên gặp thuế và nhiều cơ quan thuế bắt luôn doanh nghiệp là phải điều chỉnh. Nói chung là khi cơ quan thuế ấy, họ sẽ phạt 15 triệu đồng nếu như mình sai cái hệ thống tài khoản, tức là nghĩa là mình cho hết vào 642 ấy, mà mình không cho vào 632 ấy,
Nên nhiều bạn khi mà được tư vấn xong ở bên trung tâm ấy thì mới hiểu ra à bao giờ phải đi qua 632 chứ không thể nào đi vào 642 được. Đấy. Thế thì với lại mối quan hệ giữa 511 và 632 ấy luôn dương không thể nào âm được nhá. Hiểu không? Có nghĩa là 511 luôn 632. Và thường thường 632 này nó phải chiếm khoảng tầm 85-90% ấy thì báo cáo tài chính của em sẽ đẹp. Được chưa? Đấy, tôi nghĩ thế này là được rồi, cất này. Thế sau đó thì mình sẽ vào báo cáo. Không nhỏ chị em mình xử lý hết đẹp 142-242 này, đúng không? Vâng. 33 khớp này, 142 em xem này cho chị này. Đúng không? Vâng. Nguồn vốn kiểm tra lại chuẩn này, 421 thì lỗ này, năm ngoái, năm trước đấy là lãi này nhá. Vâng. Hiểu tại sao năm 15 thì bạn ấy cho lãi nhỉ? Mẹ em bảo chả năm nào phải đi đóng thế, tại sao này lãi? Năm nào cũng bảo lỗ mà. Rồi cứ làm xong cái này thì ta sẽ có thời gian đấy, xem lại cái năm 15 xem. Như vậy là 16 đây, khoảng cân đối đúng này. Rồi nhá, về nhà chuyển cái số dư này sang cho chị Misa 17 nhá. Bây giờ mở phần mềm Misa 2020 đấy. Bây giờ em nhập cho chị cái số dư cân luôn đấy, bây giờ là mình cân luôn đấy. Nhập cho chị số dư nhá.